Xin chào lại mọi người. Hôm nay là một ngày mùa thu, ở ngoài đường đang là 19 độ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn những món ăn đường phố nổi tiếng tại Hàn Quốc mà rất được người Hàn Quốc ưa chuộng vào mùa đông. Tiếp nối tập đầu tiên mà mình đã quay ở trên vlog của mình là món kẹo đường Takuna, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một món ăn rất là được người Hàn Quốc ưa chuộng, món ăn đường phố của Hàn Quốc, đó chính là món bánh hô tóc. Thì bánh hô tóc này mình nói nôm na gọi là một cái loại bánh rán được làm từ đường nè, nước nè, bột mì và các loại hạt khác được bỏ vào. Ngoài ra thì nếu như mà người ta có thể bỏ thêm những cái hương vị khác như là dâu cũng có, hoặc là bỏ thêm trà xanh hoặc là lá ngải cuốn, tùy vào mỗi nơi. Thì hôm nay mình đã tới được một cái tiệm rất là nổi tiếng gọi là Seoul Hotteok. Thì ở đây theo mình biết thì có khoảng 4 loại bánh, và nổi tiếng với một cái loại bánh, đó là một loại bánh mà làm bằng hình trái tim. Thì hôm nay mình sẽ tới đây để mình mua bánh và mình review cho các bạn thử coi bánh nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ở đây thì nó cũng như các loại khác thì chỉ có là check out ra ngoài thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mua bánh nha các bạn. Đây, mình đang đứng ở phía ngoài của tiệm bánh ha. Đây, giờ này thì cũng có tầm gần 4-5 giờ. Quán cũng không có đông, quán này rất là tiếng. Nếu như mà bạn đi vào những cái giờ đông á thì đông người lắm luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Coffee로 하세요? 네. 이 커피로 하세요? 아니 필요 없어요. 아, 네네.
좀 더 컵에 드려요. 네. 사랑어도 안에 누텔라 초코 넣어드려요? 사탕 넣어드려요? 아, 애들 먹을 거라 조금만 넣어주세요. 안 단 걸로. 그럼 사탕 넣어드릴게요. 네. 아, 초코로 넣어주세요, 초코. 초코로요? 네. Xong rồi. Nãy giờ mình ngồi đợi đến mấy cái lận cho nên kem nó tan chảy hết trơn rồi, mà hôm nay mình đi có một mình nè. Nên là cái việc quay nó cũng hơi khó khăn chút xíu, do chỗ này không có chỗ ngồi, mình phải đi ra đối diện để mình cho mấy bạn xem từng loại. Còn cái này là sarang hô tót, có nghĩa là hô tót tình yêu hình trái tim. Còn đây là suun hô tót ha. Đây suun hô tót. Thì đây là loại truyền thống, chỉ có đường. Chỉ có đường thôi, chỉ có là đường nè. Chỉ có đường nè. Bột mì gì, nhưng mà ở đây thì người ta sẽ làm không phải bột mì mà là bột nếp. Rồi người ta sẽ bỏ đường vào ha. Đây là loại truyền thống nha mấy bạn. Tiếp theo. Đây. Bánh này thì cũng giống như loại truyền thống nhưng sẽ bỏ thêm ngải cứu. Truyền thống thì mình cảm giác ăn nó sẽ ngọt nhiều hơn những cái loại khác. Còn cái loại kem á thì nó đỡ ngọt hơn một chút. Cái đó là mình cảm nhận riêng của mình thôi. Còn cái loại trái tim á thì có sô-cô-la. Tại mình thích sô-cô-la cho nên là ăn sô-cô-la thì nó sẽ ngon hơn. Còn bạn nào không thích sô-cô-la thì có thể bỏ đường vào. Nói chung loại bánh này thì thường được ăn vào mùa đông. Rất là nổi, gọi là một món ăn đường phố của Hàn Quốc. Mấy bạn nhớ ha, khi mà đến Hàn Quốc thì mình kiếm những cái loại bánh này mình ăn ha. Mình sẽ dừng video clip tại đây. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho chương trình ăn uống của mình, đặc biệt là giới thiệu những món ăn đường phố tại Hàn Quốc. Mong rằng sẽ được nhiều các bạn ủng hộ mình để mình có động lực làm những cái clip như vậy. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi đến lượt cuối cùng. Mặc dù là clip hôm nay nó quay hơi không có được tốt lắm, do là mình chỉ cầm quá trời bánh, mình mua đến tổng cộng đến 4 loại luôn, mà ở đây thì lại không có chỗ ngồi nữa cho nên là phải đi ra ngoài đối diện để đứng. Nãy giờ mình đứng cũng hơi bị lâu rồi. Có một lần nữa ha, đây là bánh trái tim sau khi trái tim mình đã ăn đã mất một miếng rồi. Rồi bye bye, hẹn gặp lại. Mấy bạn nhớ subscribe kênh của mình, theo dõi kênh của mình ha. Bye bye, hẹn gặp lại, anh nhong.